Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấu tranh, trấn áp, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, thu giữ số lượng ma túy lớn được bình chọn là một trong 10 dấu ấn nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân năm 2023. Năm được đánh giá là có nhiều kết quả xuất sắc, thành tích cao hơn năm ngoái, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống của người dân. Góp phần không nhỏ cho kết quả trên không thể không kể đến những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai, lá chắn thép trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Theo thống kê của Công an tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đã phát hiện trên 930 vụ, bắt giữ xử lý gần 1.900 đối tượng, tăng hơn 25,7% số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Riêng Phòng Cảnh sát ma túy đấu tranh bắt giữ 38 vụ, bắt 90 đối tượng, tăng vật thu giữ gần 23 kg ma túy tổng hợp, hơn 5,4 kg heroin, 9 khẩu súng, 134 viên đạn, 6 cân tiểu ly. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt khởi tố 14 vụ, 28 bị can. Công an cấp huyện chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố 16 vụ, 26 bị can. Tôi cùng một số người bạn đi lên Sài Gòn gặp một người tên Dương bán cho tôi 400 gram ma túy. Và trên đường về thì tôi bị lực lượng chức năng công an thành phố Long Khánh bắt giữ. Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2023 vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua đấu tranh phát hiện nhiều đường dây băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia. Tình hình mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom vẫn diễn ra phức tạp. Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rất cao khi ra các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, gây áp lực lớn cho công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung làm giảm nguồn cầu, trọng tâm là làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ban ngành có liên quan, thường xuyên rà soát, xác định và thống kê đưa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vào quản lý, bảo đảm số liệu được thống kê sát với tình hình thực tế, không để sót lọt. Tiếp tục thực hiện cái chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021-2025. Tham mưu thực hiện có hiệu quả đề án sạch ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thứ hai là phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, hậu quả tác hại của các loại ma túy, là cách nhận biết các loại ma túy núp bóng, thực phẩm, đồ uống cho thanh thiếu niên để tự phòng tránh. Với vai trò là lá chắn thép trong cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, cùng những nhiệm vụ nêu trên, đơn vị sẽ tập trung xác minh các điểm tụ điểm, các đường dây và băng ổ nhóm tội phạm về ma túy trên địa bàn để triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, bóc tách, không để tồn động kéo dài, quyết tâm không để tội phạm ma túy lộng hành gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của tỉnh.